mày muốn làm ăn với tao. Còn sao nữa, ngoài tiền bạc ra tao còn cần gì nữa nào? Những thằng có kinh nghiệm như mày mà chịu giúp tao thì hay biết mấy. Tao mà có kinh nghiệm gì đâu mày ơi. Tao nghe nói mày làm ăn vụ này vụ kia dữ lắm mà. Nhưng vụ nào cũng thất bại hết, mày cũng biết rồi đó. Có lo gì, thất bại là mẹ thành công. Chính thất bại sẽ cho mày kinh nghiệm làm việc thật sự. À, đó, chính thất bại sẽ giúp cho mày tránh lặp lại những sai lầm gì sau này. Có đúng không nào? Hết cơn bị cực, tới hồi thái lai đó mày. Đúng không? Thì cái đó cũng đúng. Nhưng mà... Nè, tao biết chắc là mày sẽ giúp tao. Cho nên tao in sẵn card physics cho mày đây nè. Đó. Card physics nè. Card physics. Card physics. Rồi rồi, Nguyễn Văn Hải, giám đốc công ty du lịch nghỉ mát. Trời ơi, ghê vậy hả? Chứ sao nữa, chức vụ đó phải dành cho những người có kinh nghiệm. Mà mày là cái đứa có kinh nghiệm. Hơn nữa ha, ở trong lớp mình á, có đứa nào xông qua trận mạc được nhiều bằng như mày đâu. Sao? Cái đó cũng đúng. Nhưng mà công ty mày làm ăn như thế nào? À, bước đầu đó, tao chỉ làm ăn cò con thôi. Rồi sau đó ha, mình mở rộng ra sân golf nè, khu du lịch nè, khu nghỉ mát nè. Đúng chưa? Cái chính nha, mày có chịu giúp tao hay không? Tao, tao sẵn sàng giúp mày rồi. Ừ. Nhưng mà tao chỉ sợ cái năng lực tao nó yếu kém quá. Ôi, nói mày đừng có bận tâm ba cái chuyện đó. Chính yếu là mày có nhiệt tình giúp tao hay là không vậy thôi. Sao? Thì... Thôi bây giờ vậy nha. Để cho mày bớt ai nấy đó, thì mày bỏ vốn ra đầu tư với tao đi. Đầu tư hả? Ờ. À, tất nhiên là cái số vốn đầu tư của mày á, so với số tiền tao bỏ ra thì số tiền của mày chỉ là tượng trưng thôi. Nhưng mà lúc đó mày sẽ vui và làm việc thật sự. Được không? Cái đó cũng đúng. Nhưng mà cỡ bao nhiêu được? À, thì nhiêu đấy. Nhiêu đây là bao nhiêu? Hả? 30 triệu. Ừ, số vốn chung nè, tượng trưng thôi. Với lại anh cũng phải có cái thể diện của anh. Không lẽ đi người không tới làm việc với người ta. Ráng giúp anh lần này đi. Anh hứa sẽ kiếm tiền gấp 10 lần cho em coi. Anh có tỉnh không vậy? Tự nhiên dám giao cho người ta 30 triệu. Anh có biết người ta là ai không? Đây là bạn học của anh hồi còn nhỏ. Mà em ơi, 30 triệu rồi đối với nó hả? Nhầm nhò gì? Nó đầu tư cái vụ này tới 10 tỷ lần đó. Vậy ha? Vậy thì anh lấy cái thân anh ra làm vốn đầu tư với người ta đi. Người ta 10 tỷ, anh có 30 triệu coi sao được. Không thành vấn đề. Nó góp vốn, anh góp trí tuệ. Với lại vấn đề đây không phải là tiền bạc, mà anh muốn đi làm cho nó vui vẻ. Trời, hiểu không? Đất ơi, vui vẻ hả? Em hỏi anh nè, vui vẻ là không có lo cơm, ăn áo mặc hay sao hả? Với lại đây á, đi kiếm 30 triệu đưa cho người ta, làm gì có. Anh có cái quỷ đen nào anh đưa đi, đừng hỏi em. Em cứ vậy hoài. Anh cứ vậy hoài thì có đó. Bao nhiêu lần rồi gom tiền nhà với nó làm ăn, có đem về được đồng nào đâu, xài tiền thì hết. Đến nỗi hả, bây giờ cái phòng vợ chồng ở cũng không có, vì ở nhờ nhà anh chị, thì sao anh không suy nghĩ thì sao? Anh có suy nghĩ kỹ lắm chứ. Anh cũng muốn là cái cảnh mà hai vợ chồng à, ăn nhờ ở đậu nhà anh hai hoài đâu. Tôi không biết. Giờ tôi có cái thân tôi nè. Đó, anh có muốn làm ăn gì á, anh kêu người ta tới đi, rồi bán tôi xong lấy tiền làm ăn. Được rồi đó. Trời đất, em làm như tôi làm cái chuyện này á, để tôi sung sướng mình tôi vậy. Nè, muốn có một sống đàng hoàng á, làm ơn em suy nghĩ cách nào á, để mà hợp sức cùng với chồng mình đi chứ. Nhưng mà hợp sức bằng cách nào? Thôi dẹp hết đi. À, em muốn là tôi nè, ăn cơm ở nhà anh hai hoài nè, đến một ngày nào đó nghẹn cổ mà chết cho vừa lòng em chứ gì. Bộ anh tưởng anh hay lắm sao mà anh nói vậy hả? Bộ anh tưởng là em thích sống như vậy hoài sao anh? Số tôi gặp em nên tôi khá không nổi đó. Trời ơi, không có bà vợ nào á, mà chồng mà bàn tới chuyện làm ăn mà cứ ngăn cản hoài à. Được rồi, em cứ ở đây đi. Em ở đây ăn no rồi ngủ kỹ đi, cho sướng cho thân em đi. Đi ra đi. Đi ra đi, không muốn gặp anh nữa. Đi ra. Ui da, trời ơi, đừng bể lỗ mũi tôi nè. Đi ra, đi chết đi. Cái gì mà nó ầm ĩ trển này kìa. Cái nhà này riết rồi, không có lúc nào được yên ổn.
Dượng ba, có chuyện gì vậy? Sao nửa đêm mà bỏ đi vậy? Thì cổ đuổi em đi thì em đi, em đâu có quyền gì đâu mà cản lại. Trời đất ơi, thì con nhịn chút được không? Tánh tình của con Thảo con biết quá mà. Thôi đi má ơi, giờ con không có nói gì được nữa đâu. Lâu nay con sống ở nhà này con đã câm rồi. Dượng ba, bây giờ là nửa đêm mà Dượng còn đi đâu nữa? Thì đâu kệ em. Tại sao không chịu bỏ tính nó đi hả? Rồi sao anh ngồi đây, anh đi lên trên lầu coi trên có chuyện gì trên. Biết rồi. Bực mình hai vợ chồng đứa này ghê. Thiệt, nhiều khi nghĩ thôi sống độc thân thấy sướng hơn nữa. Con nói gì ạ? Thì đó con nói đó, má thấy không, cô Thảo nhà mình. Hả? Ủa má sao à? Con nói độc thân sướng lắm hả? Chắc con nói má độc thân đây má sướng lắm à? Dạ đâu có ý con, đâu có muốn nói gì. Vợ chồng cô có chuyện gì nữa hả? Làm gì mà nước mắt ngắn nước mắt dài vậy? Anh hai đi ra đi, em không có muốn nói chuyện với anh hai nữa. Đúng là đàn ông mấy người mà. Thôi nghe, cô đừng có gây lộn với chồng cô rồi cô tưởng là trên đời này đàn ông ai cũng giống như chồng cô nghe. Cô nên nhớ tôi là anh hai của cô nghe. Anh hai mới là quá đáng. Bộ anh tưởng là em thích ở vậy lắm sao? Tự nhiên đổ lỗi cho tôi là sao? Mình là anh em ruột với nhau thì trong những lúc khó khăn mình phải giúp đỡ thương yêu nhau. Đằng này suốt ngày dòm ngó canh chừng, đến nỗi một cái người hiền lành như cục đất là anh Hải sống cũng không nổi nữa. Trời đất ơi, tôi dòm ngó tôi canh chừng hồi nào mà bây giờ nó đổ thừa cho anh hai nó kìa. Anh hai đi ra đi, em muốn nói gì nữa đâu. Tự nhiên hai vợ chồng gây lộn đổ hết lỗi lên cho tôi là sao? Đi ra đi mà. Cô nói cái gì? Đi ra đi. Cái người mà có đi khỏi cái nhà này là ai đó chứ không phải tôi nghe. Tôi là chủ sở hữu của cái căn nhà này nghe. Ý là muốn đuổi em không? Đuổi rồi, đuổi rồi đi nè. Làm gì vậy? Đi liền ra cho vô lòng nè. Tôi đi, tôi đi. Nói vậy thôi. Ở đây đi. Tôi đi, tôi đi ra khỏi phòng này. Tôi đi. Em út cái gì? Không để cho anh hai nói năng cái gì hết trơn. Được rồi, anh cứ lấy đi, lấy cho hết tài sản đi. Dương ba, bữa nay trời đẹp quá ha. Dượng, ăn thử cái này đi Dượng, ngon lắm nè. À, Dượng biết không, lúc mà Dượng ngồi ăn ngon lành á, nhìn Dượng đẹp trai ghê á. Thôi mà anh hai ơi, dẻo hoài để ăn uống anh hai. Thôi mà ba, Dượng ba đâu phải con nít đâu mà ba cứ chọc ghẹo hoài. Biết cái gì mà nói hả? Hải, Hải, ăn thêm cái này nữa đi em. Trời ơi, làm sao mà Dượng ba có thể nuốt trôi được? Sao không trôi, nhìn Dượng ba ăn kìa. Đó, nhìn ăn là thấy thèm luôn á. Nếu vậy thì ba ăn thêm đi. Con đi lên nhà trước đây. Để má đi, má soạn đồ cho con. Anh đi lên lầu, em nói chuyện với anh chút. Nói chuyện gì thì nói ở đây đi. Tao ăn cơm rồi thấy không? Lên lầu để cho mọi người còn ăn nữa chứ. Bộ cái nhà này chỉ có mình anh sống thôi. Được rồi, tôi là thằng ăn bám. Tôi không làm gì được hết á. Tôi đi nè. Dượng làm gì vậy? Ăn cơm thì cứ lo ăn đi. Ở đó nói xa nói gần. Anh hai, để em nè. Riết rồi không biết sống sao cho vừa lòng mọi người.
giờ mới yên lặng được chút. Ủa, sao ba không ăn nữa ba? Bực mình gần chết, nuốt gì vô. Ủa, ăn nữa đi chứ, hồi nãy con nói con thèm mà. Trời ơi. Thở ra cái gì, ăn đại đi, đi làm đi trễ giờ. Làm cái gì vậy? Anh làm ơn á, thôi nhăn nhó giùm em á, được rồi đó. Đây nè. Cái gì vậy? Thì mở ra coi là biết mà. Tiền. Tiền ở đâu ra vậy em? Của hồi môn, từ lúc mới cưới, cộng với mấy thứ lặt vặt của em. Đây là tài sản cuối cùng của mình rồi đó. Thử á, lần này anh đi làm ăn coi có bị lừa nữa không. Lần này cố gắng nha. Em không có ý kiến gì nữa đâu. Cưng ơi, cảm ơn em. Nè Cưng ơi. Gì nữa đây? Em nỡ bỏ anh đi mình sao? Em phải chọn cho anh bộ đồ vest nữa chứ. Trời ơi, anh làm như anh có nhiều đồ để mà lựa chọn. Có một bộ một chứ mấy. Cảm ơn em nhiều. Lần này anh quyết tâm sẽ làm ăn đàng hoàng. Rồi em sẽ thấy. À cô em. Dạ. À, cô có thể pha một tô ly cà phê được không? Dạ. Mời vào. Dạ xin lỗi cho tôi gặp giám đốc. Tôi đây. Mời anh nha. Dạ cảm ơn. À, anh là ai vậy? Dạ. Tôi đến xin thanh toán tiền hàng điện tử ngày hôm qua. Tất cả là 80 triệu. 80 triệu? Mà ai mua? Dạ thì văn phòng này mua. Họ nói là ông giám đốc kêu mua. À, họ cũng có đưa cho tôi là danh thiếp của ông. Hôm qua chính tôi là người kiểm tra lại. Ủa, chuyện này là sao? Cô à, cái chuyện mà này là sao vậy cô? Dạ em đâu có biết chuyện đó đâu. Em chỉ biết là làm hết tuần này thôi, rồi em lãnh lương. Làm hết một tuần rồi lãnh lương? Ủa? Ủa vậy là sao? Nè, vậy là chú Hải đã trở thành giám đốc thiệt rồi ha? Dạ đúng. Ừ. Nhưng mà mọi người có thấy lạ không? Tự nhiên lại có một ông khùng đi giao cho chú Hải làm giám đốc. Nói cái gì kỳ cục vậy? Có khi nào bạn của chú Hải gạt chú không? Đúng rồi đó, ý em là như vậy á. Thật ra hồi nào đến giờ chú Hải có làm được gì đâu. Trời ơi, muốn giúp á thì phải lựa người mà giúp, đúng không? Đi giao cho chú Hải làm giám đốc thì có khác nào là giao chứng cho ác đâu. Linh, sao em lại nói vậy? Dù sao á, chú Hải cũng đã trải qua nhiều loại công việc, là người có nhiều kinh nghiệm mà. Làm nhiều nhưng mà mọi người thấy chú có làm được gì đâu. Toàn là từ thua tới lỗ không à. Nhưng mà anh Hải cũng cực khổ nhiều lắm rồi. Cực nhưng mà có được cái gì không mới là quan trọng. Nói đi. Ủa? Tự nhiên. Dạ. Cô Thảo. Cô đó nha. Dạ. Nói năng lung tung, phát ngôn bừa bãi. Bình, ăn cơm nè. Dạ. Dạ cô Thảo. Cô. Ui Linh à, chị đã ra hiểu rồi, nháy mắt cho em rồi. Vậy mà em cũng không để ý nữa à. Em thì chậm tiêu quá. Chậm tiêu y như là anh Thắng vậy đó. Nè nè, em nói cái gì hả? Anh chậm tiêu hồi nào? À, đâu có. Anh mới về hả? Anh uống nước đi anh. Trời ơi,
bàn anh dính bụi quá trời à. Để em lau bàn cho anh nha. Chào mọi người. Cô Hiền qua có chuyện gì vậy? Dạ em qua gặp Bình có một chút chuyện. Cô kiếm con hả? Cô kiếm con có chuyện quan trọng lắm. Có chuyện gì vậy cô? Anh Hải đang ngồi bên quán cà phê của cô á, mà cái thái độ của anh nó kỳ lắm. Kỳ là kỳ sao? Tức là mặt anh rất là nghiêm trọng, ai hỏi cái gì cũng không nói. Bởi vì cô mới qua đây tìm cháu nè, chạy qua bển coi Dượng sao rồi. Ủa chuyện gì vậy ta? Thì nghe nhỏ Thảo nói là sáng nay đi nhận việc làm mới gì đó. Chắc lại công việc không suôn sẻ nữa rồi chứ gì. Không có chuyện đó đâu. Nhưng mà thôi được rồi, để con ra coi coi làm sao. Em đi ra ngoài tí nha sếp. Rồi sao? Bây giờ họ bắt Dượng phải trả hết tiền cho họ phải không? Cũng may là công ty này chưa đăng ký giấy phép kinh doanh. Nghe đâu là người ta nói Dượng khỏi có trách nhiệm để trả số tiền đó. Nhưng mà còn số tiền 30 triệu á của cô Thảo đưa coi như mất trắng rồi. Dượng thiệt tình. Tại sao Dượng không suy nghĩ cho kỹ trước khi Dượng làm? Dượng cứ nghe người ta cho làm giám đốc là Dượng cứ sướng lên rồi. Cái gì? Con cháu nói vậy hả? Bộ con nói không đúng hả? Đúng. Tội Dượng giờ đáng chết luôn. Rồi bây giờ Dượng tính làm sao? Tính gì? Giờ kiếm chỗ nào chôn Dượng chứ cái tính gì? Dượng thiệt tình. Mặt mũi đâu về gặp mọi người nữa. Cô không biết cô Thảo con bán hết tất cả của hồi môn, gom góp tiền bạc có được 30 triệu đưa cho Dượng. Giờ về mặt mũi rồi nhìn mặt cô Thảo nữa. Dượng chỉ có chết thôi. Chết khuất mắt mọi người mới là đúng thôi. Thôi. Nếu con có tiền để dành á thì còn có cách. Còn đằng này á con không có tiền. Hay là giờ hỏi ba con đi. Hỏi ba con? Hả? Trời ơi, ba con mà biết được chuyện này á, ba con dễ gì để yên cho Dượng á. Chuyện này cũng đúng. Thôi uống đi, uống cho quên đời. Trời ơi Dượng, giờ này mà Dượng uống được nữa hả? Chứ Dượng phải làm gì? Bây giờ chỉ còn có một cách thôi. Mình phải sử dụng cái cách này để vượt qua cái hoàn cảnh khó khăn này. Cách nào không? Người phụ nữ trước mặt mình thường tỏ ra rất là cứng rắn, nhưng mà thật ra họ rất là yếu đuối. Bây giờ mình cứ nói là mình bỏ nhà mình ra đi là họ phải đầu hàng mình liền. Mình phải lợi dụng cái điểm yếu này của phụ nữ. Như vậy có nghĩa là bây giờ Dượng về nhà, Dượng cứ nói là công việc của Dượng vẫn tốt đẹp, nhưng mà công ty yêu cầu Dượng đi ra nước ngoài 5 năm. Nước ngoài 5 năm? Hả? Thôi, tiền giờ ra khỏi thành phố này Dượng không có, đâu ra nước ngoài 5 năm. Nhưng mà có ai kêu Dượng đi thiệt đâu, Dượng giả bộ thôi. Nhưng mà Dượng cứ nói là Dượng đi, mà là đi một mình. Thì thử hỏi cô Thảo có dám xa Dượng 5 năm không? Cô Thảo thà bỏ ra 30 triệu để được Dượng, còn hơn là mất Dượng, đúng không? Cách này ổn không? Ổn sao không ổn? Bây giờ Dượng thử nghĩ coi, có ai dám để Dượng ra nước ngoài sống một mình không? Để Dượng bên hông đây nè, người ta còn hồi hộp nữa. Vậy là cách của con là được á. Ê, nhưng mà con khen Dượng hay con chửi Dượng nha? Bây giờ không phải là rút rảnh rỗi để cho Dượng thắc mắc. Cái quan trọng nhất là Dượng phải thoát ra khỏi cái hoàn cảnh hiện nay. Dượng có chịu làm không? Làm. Tánh Dượng mà tái làm chuyện bất ngờ lắm. Bộ Dượng tự hào mấy chuyện này lắm hả? Hả? Chi nhánh ở nước ngoài? Ừ. Quá ra công ty này quy mô hơn anh nghĩ nhiều. Có mấy ông giám đốc lên. Nhưng mà người ta vẫn tin tưởng, người ta chọn anh là đi qua bên châu Phi mở văn phòng đại diện ở bên đó. Ta nói khí hậu nhiệt đới ở bên đó mở sân gôn là hợp lý lắm. Trời đất ơi, sao lại xây sân gôn ở châu Phi? Thì đâu có gì đâu má, có đất rộng thì người ta có thể xây sân gôn được thôi. Với lại đâu có luật nào mà cấm không cho xây sân gôn ở châu Phi đâu. Con nghĩ là mình phải là thay đổi quan điểm nhận thức về châu Phi mới được. Bình à, sao nhắc về châu Phi mà con có vẻ xúc động quá vậy? Dạ,
Dạ dạ đâu có gì đâu. Con thấy Dượng ba làm ăn được cho nên con cũng mừng cho Dượng ba. Với lại mình cũng đâu có biết trước được. Biết đâu mai mốt Dượng ba làm ăn thành công rồi Dượng ba mời con qua châu Phi đánh gôn. Phải không cô ba? Đúng á, cũng có thể là vậy. Anh à, vậy chừng nào anh đi vậy? Mốt anh đi. Trời ơi, sao đi nhanh quá vậy? Phải cho người ta có thời gian để chuẩn bị chứ. Không sao đâu chị, tụi em đi rồi tụi em về, chứ đâu có ở luôn đâu sợ. Ồ, nhưng mà cũng gấp thiệt đó anh. Rồi còn chuyện mà học hành của thằng Sơn, rồi chuyện nhà chuyện cửa mình nữa. Không không, anh đi một mình nè. Hả? Anh đi một mình là sao? À, không phải, anh đi một mình để anh qua đó rồi anh mới công việc bên đó khi nào ổn định á, rồi anh mới giờ rước mẹ con em qua sau, hiểu không? Vậy đó. Con à? Dạ. Nhưng mà con đi bển bao nhiêu lâu vậy con? Cả 5 năm. Hả? Năm năm. Dượng ba, không thể để cô Thảo ở nhà một mình nuôi con được. Suy nghĩ kỹ rồi đi Dượng. Không phải 1-2 năm mà là 5 năm. Lâu quá phải không con? Lâu quá phải má? Ừ. Con cũng có nghĩ vậy đó. Nhưng mà khổ nổi là 30 triệu con đầu tư đã đẩy qua chi nhánh bên châu Phi rồi. Mà bây giờ con không qua bển, coi như con mất trắng. Làm ăn phải phóc lao cái theo lao thôi má. Nhưng mà con ơi, tiền bạc á thì cũng là quan trọng thiệt. Nhưng mà con cũng đâu có gì tiền mà con bỏ vợ con bên đây được đâu. Dạ. Con biết không, người làm ra tiền chứ không phải tiền làm ra người. Con suy nghĩ kỹ lại đi, có đúng không Hoàng? Dạ đúng đó má, con cũng có suy nghĩ như má vậy. Thôi à Dượng ba ơi, đi cái gì mà đi hả? Vậy là em không đi anh ha? Không đâu anh hai à, anh cứ đi đi. Anh đi làm chứ bộ đi chơi đâu mà sợ. 5 năm thì có nghĩa lý gì? Hả? Tụi mình cũng không thể sống như vậy hoài được. Anh thì cứ thất nghiệp hoài, ở nhà suốt ngày chỉ làm cho người càng tệ đi. Anh cứ đi đi, cách này quá ra lại là tốt đó. Cô ba, 5 năm lận đó. Ừ. Trong 5 năm đó, cô ba phải sống một mình. Đã nói là không sao mà. Nhưng mà anh qua bên đó đó, cũng phải cố gắng làm ăn. Nếu như không đó, nhà mình trắng tay đó. Anh hiểu, nhưng mà... Cô ba, cô suy nghĩ kỹ lại đi. Ba má của con tuy thương cô thiệt, nhưng mà trong 5 năm đó, có chắc là ba má con không ăn hiếp cô không? Cô sẽ điêu đứng vì ba má con cho mà con. Bình Đạt, nói gì vậy? Ai ăn hiếp ai? Dạ, đâu có đâu. Đúng đó, chuyện người lớn mà con cứ xen vô hoài vậy. Đó, anh nghe rõ chưa? Em ở nhà thì cũng không có sung sướng gì đâu. Bởi vậy anh đi cũng phải cố gắng làm ăn để kiếm tiền, nhớ chưa? Nhưng mà con... Thôi, ý của ông Thảo má rõ rồi. Còn bây giờ thằng Hải nó đã quyết rồi, gia đình mình á đừng có ý kiến gì nữa hết. Dạ dạ, đâu phải vậy đâu nội. Đâu phải vậy đâu nội. Không phải vậy thì sao? Mà bà Bình, dạ, Bình. Thôi Dượng ba đi mạnh giỏi nghe. Má ơi má, vậy là ba phải đi châu Phi thiệt hả má? Đúng rồi đó con. Con muốn ba là người thành công hay là người bình thường? Dạ là người thành công. Vậy thì ba phải đi châu Phi. Ba qua bên đó ha, ba làm việc rất là chăm chỉ. Để trở thành người thành công, má con mình đều thích, biết chưa? Ủa má, ai muốn làm người thành công cũng phải chăm chỉ hết hả má? Đúng rồi, làm bất cứ việc gì á, mình cũng phải chăm chỉ thì mình mới thành công. Cũng như là con vậy nè, con cũng phải cố gắng học chăm chỉ, đợi ba trở về, biết không? Thôi con không chịu đâu, con chỉ muốn ba ở nhà với con, không cần ba thành công cũng được. Con trật tự đi. Bộ con tưởng là ba muốn đi châu Phi lắm sao? Em ơi, ba, thôi ba đừng có đi châu Phi nha ba. Sơn à, con, ba cũng không muốn đi đâu. Nhưng mà có những chuyện á, mình không làm theo ý mình được đâu con. Là sao ba? Tại vì ba bị người ta làm bay mất 30 triệu. Ai ba? Thôi con ra ngoài chơi đi, để ba nói chuyện với má chút nha. Dạ. Đi ra ngoài chơi nha con. Thôi nhưng mà ba nhớ ba đừng có đi châu Phi nha. Ừ. Đi ra đi con. Em,
gì đó anh. Sắp đi rồi, anh đi nghỉ sớm đi. Em ơi, hay là em cũng thấy Lạng Sơn nó cũng không muốn cho anh đi. Hay là anh không nên đi em? Không được, anh cứ đi. Đàn ông đã quyết làm việc gì phải làm cho tới cùng. Anh đừng có mềm lòng với con, đừng có quan tâm đến mẹ con em mà. Em ơi, thực sự là... Là sao anh? Sự thật đó là... Em biết, em cũng buồn lắm. Nhưng mà em nghĩ cứ đợi anh 5 năm đi. Lúc đó anh trở về, vợ chồng mình sum họp. Mình không còn cái cảnh mà ở nhờ nhà anh hai nữa. Em nói vậy đúng không? Vậy sao? Thôi đi nghỉ sớm đi. Em đi soạn đồ cho anh đi liền nè. 5 năm. Em ơi. Trời ơi bây giờ. Dương ba, sao rồi? Đằng sao gì nữa? Vô đây. Trời ơi, Dưỡng nghe lời con. Bây giờ nè, Dưỡng cuốn gói ra khỏi căn nhà này mà không nói một được lời nào hết. Rồi nè, Dưỡng hỏi con nghe. Trong 5 năm trời nè, Dưỡng sống sao đây? Trời ơi, con cũng đâu có biết là sự việc nó xảy ra như vậy đâu. Thà là ngay từ đầu đi, con để cho Dưỡng năn nỉ mọi người là xong rồi. Trời ơi, tôi không hiểu sao mà tôi nghe lời cái thằng cháu của tôi này trời. Ủa gì kỳ vậy? Sao Dưỡng đổ thừa cho con? Con đâu có lừa Dưỡng đâu. Con cũng muốn giúp đỡ Dưỡng vậy chứ bộ. Dạ tại tôi nè. Tôi thấy anh học hành đàng hoàng, tôi mới tin anh. Ai về không mấy giờ việc của Dưỡng, Dưỡng tự giải quyết đi. Thôi ơi, nói vậy nghe được, giờ có cách nào giúp tôi không nè? Còn một cách. Cách nào vậy con? Giờ Dưỡng quỳ xuống năn nỉ cô ba đi. Mình nói gì nghe được hả? Dưỡng phải năn nỉ cô ba. Trong hoàn cảnh này thì Dưỡng phải năn nỉ cô ba mới tha tội cho Dưỡng. Đó là cách tốt nhất đó. Tôi không hiểu sao mà tôi nghe lời cái thằng cháu quý quá của tôi này. Trời ơi là trời. Thảo à, bây giờ con suy nghĩ lại vẫn còn kịp đó con à. Đúng đó cô ba. Công việc có tốt cách mấy đi nữa mà vợ chồng sống xa nhau 5 năm sao được. Con cảm ơn má. Em cảm ơn chị đã lo lắng cho vợ chồng tụi em. Nhưng mà tụi con cũng không có sống vậy hoài được. Con sẽ cố gắng. Dù cực khổ đến cách mấy con cũng sẽ cố gắng mà. Thôi, cái lúc thằng Hải nó ngồi không ở nhà thì cũng phải lo lắng. Rồi giờ tới nó đi làm rồi cũng phải lo lắng. Má nói đúng á. Alo. Dạ. Anh Hải à? Dạ tôi là vợ của anh Hải. Xin lỗi, ai ở đầu dây đó? Công an à? Anh nói sao? Vụ lừa đảo. Tại sao lại có cái chuyện này hả? Đi làm bị người ta lừa, về nhà sợ vợ la, bày ra cái trò đi châu Phi. Ông chồng của tôi ơi, sao ông cứ gây rắc rối hoài vậy hả? Cô ba. Dạ. Gì vậy chị? Hồi nãy có ai kêu điện thoại phải không? Dạ, điện thoại gì? Dạ không có đâu chị. Sao lại không có? Hồi nãy chị nghe mà nghe có vẻ lạ lắm á. Chắc là Dưỡng ba bày ra chuyện gì nữa phải không? Có đúng không? Dạ không có mà chị. Sao lại không có? Em sao em làm như là Dưỡng ba mới sống với nhà mình 1-2 ngày vậy á. Chắc chắn là có chuyện gì. Có chuyện gì Dưỡng ba làm gì em nói đi. Em đã nói là không có rồi mà. Tại sao nhà mình kỳ vậy? Mọi người cứ nghi ngờ cho anh Hải vậy. Anh Hải đâu phải là người gì đâu. Ừ thì không phải thì thôi. Chị xin lỗi.
Coi như là chị hiểu lầm đi. Mà mất cỡ quá mà không có dám nói cho ai biết hết á. Mọi người mà biết được chuyện này chỉ còn có nước đồn thổ. Trời ơi. Con sắp xếp xong hết chưa con? Dạ rồi. Thôi được rồi. Dù sao thì Dưỡng cũng đã quyết định, nên chúng tôi đành phải để cho Dưỡng đi. Biết đâu đây lại là dịp tốt cho Dưỡng. Nói vậy thôi, chứ Dưỡng ba đi rồi mọi người sẽ nhớ lắm á. Thôi, con đừng bắt Dưỡng nói nữa. Dưỡng giờ muốn chết rồi nè. Thôi được rồi. Vì cuộc sống mai sau, cho nên con ráng nha. Con qua châu Phi con phải làm việc cho thiệt tốt nghe con. Nhớ gửi thơ về thường xuyên nghe con. Dạ biết. Thôi mà, giờ ngồi xuống đây đi. Tôi mời Dưỡng một ly bia nghe. Ngày mai Dưỡng đi cho nên cả nhà làm tiệc chia tay với Dưỡng đó. Trời ơi, chia tay với em? Chứ ai để Dưỡng đi âm thầm vậy được hả Dưỡng? Gia đình tiễn em đi thiệt hả? Đây mời Dưỡng. Đừng uống ly bia đó anh. Em suy nghĩ lại rồi. Thôi, hay là anh đừng có đi châu Phi nữa. Hả? Anh không đi hả? Tiền bạc dù có quan trọng đến mấy cũng không bằng cả nhà sống bên nhau, phải không anh? Thôi anh đừng có đi nữa. Anh không đi là đúng hả em? Nhưng mà còn số tiền anh đầu tư á, nếu anh không đi á, làm sao lấy lại được hả em? Khỏi cần, em sẽ coi như không có nó. Anh cũng đừng suy nghĩ nữa nha. Cảm ơn em. Được rồi, con quyết định như vậy là đúng đó con à. Ở nhà mình đi, một hột muối cắn làm đôi cũng được mà. Hoan hô cô ba. Cô ba quyết định thật là sáng suốt và hợp lý. Anh mệt lắm rồi phải không? Đi lên nhà nghỉ đi. Em lên đi, anh lên liền nha. Má, mời má nha. Hết đi rồi, nhậu rồi, nhậu đi, nhậu đi, nhậu cho vui. Đi ra đi. Khoan, khoan. Alo. Dạ đúng rồi ạ. Dạ ai ạ? Dạ, chờ một chút. Điện thoại của Dưỡng nè. Ai kiếm em ạ? Không biết nữa. Alo. Đúng rồi, tôi Hải đây ạ. Dạ sao? Anh ở... Anh sở công an. Ôi giời. Thế thì... Anh nói chuyện nói cho vợ tôi biết đó nè hả? Rồi. Cảm ơn anh. Chuyện gì vậy Dưỡng? Thảo biết hết rồi. Anh đi ngủ đi. Hôm nay anh mệt lắm rồi phải không? Em ơi, anh xin lỗi em. Tội anh đáng chết lắm. Anh nói cái gì vậy? Anh đã biết hết mọi chuyện rồi. Bên công an người ta đã điện lại đây cho em biết hết rồi phải không? Và em cũng biết là anh đã bị người ta lừa lấy hết tiền rồi phải không? Em à, tại sao em làm như vậy? Tại sao em không đuổi ra khỏi nhà này hả? Anh nói cái gì vậy? Em đâu có thể vì số tiền đó mà làm cho cả nhà cười anh được. Em thôi được rồi, mai mốt anh đừng có ảo tưởng nữa nha anh.
Đến bây giờ anh cũng không hiểu được là tại sao lại bỏ qua cho cái thằng đàn ông như anh chứ. Anh không biết sao mà còn hỏi nữa. Anh á là chủ của gia đình mình. Mọi người ai nghĩ anh sao cũng được, nhưng mà riêng em lúc nào em cũng tin anh. Bởi vậy á, anh đừng có vì số tiền đó mà buồn rầu nhục chí nha anh. Anh cảm ơn em nhiều lắm. Anh hứa với em là anh sẽ làm kiếm tiền để mua lại bộ nữ trang đó cho em. Thôi được rồi, dù sao á thì tụi mình vẫn có ông Sơn mà, đúng không anh? Chắc là như vậy đó. Cảm ơn em nhiều lắm.